Kiếm chém ma, gãy hàng ma, kính chiếu yêu của Phật giáo, Tuyền Hóa Thượng Nhân giảng tại Việt Nam năm 1974. Hôm nay, trước hết tôi xin nói rằng, chúng ta phải nghiên cứu một bộ kinh. Bộ kinh này là gương chiếu yêu của Phật giáo, là gãy hàng ma của Phật giáo, kiếm chém ma của Phật giáo. Đó là bộ kinh gì? Là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là khai mở trí tuệ. Song hiện nay bộ kinh này bị học giả các nước trên thế giới kỳ thị. Họ nói thế nào? Họ nói bộ kinh này là giả, không phải thật. Vì sao họ nói kinh Lăng Nghiêm là giả mà chúng ta còn nghiên cứu? Vì kinh Lăng Nghiêm có giá trị riêng của nó, đáng cho chúng ta y cứ nghiên cứu. Bộ kinh chỉ ra tất cả tà tri, tà kiến của bọn bàn môn ngoại đạo, loại tri kiến không hợp với Phật Pháp kia, kinh Lăng Nghiêm đều nói ra một cách rõ ràng. Cho nên, bộ kinh này là gương báu chiếu yêu, là gãy hàng ma, là kiếm chém ma. Như vậy, nếu ai cũng hiểu thông suốt kinh Lăng Nghiêm, thì yêu ma, ngoại đạo tự nhiên biến mất hết. Và thế giới này, chiến tranh cũng không còn, tất cả nhân loại lại được bình an. Do đó, bộ kinh này rất quan trọng. Các bạn trẻ thời nay hãy nên nỗ lực nghiên cứu Phật học. Nghiên cứu Phật học thì nghiên cứu thế nào? Tôi chủ trương các vị nên tận tâm tận lực nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm giúp khai mở trí huệ. Nếu mọi người có thể hiểu kinh Lăng Nghiêm thì có thể nói là gần như thông suốt được Phật học, đặc biệt là thần chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn. Có vị cư sĩ này tên Quân Trọng, ông nghĩ cái này, tưởng cái kia, bất cứ chuyện gì đều nghĩ thông được rất nhiều, nhưng lại không thể nào nghĩ thông được chú Lăng Nghiêm. Vì sao ông ta suy nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông? Vì chú Lăng Nghiêm có một loại năng lực không thể nghĩ bàn. Trong Phật giáo, người ta gọi chú Lăng Nghiêm là Linh Văn. Sao gọi là Linh Văn? Linh Văn là linh diệu không thể nói, nói không thể hết. Mỗi người chúng ta, nếu ai có thể tụng, đọc thuộc lòng chú Lăng Nghiêm, thì sẽ có 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng thường theo bảo vệ, hộ trì. Chú Lăng Nghiêm là chú linh diệu nhất, cũng là bài chú dài nhất trong các chú, có khoảng hơn 2.320 chữ. Các bạn trẻ hãy nên phát tâm học chú Lăng Nghiêm, tụng đọc kinh Lăng Nghiêm, cầm kinh Lăng Nghiêm học thuộc và học thuộc lòng cả chú Lăng Nghiêm. Như vậy có thể nói, gốc rễ Phật học của vị này đã đâm xuống rất sâu rồi. Tính chúng, bạch Hòa Thượng chỉ dạy rằng, tất cả phải nên xem kinh Lăng Nghiêm, còn phải tụng đọc thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, trong kinh Lăng Nghiêm giảng nói những gì? Và vì sao chúng con phải xem, phải đọc, không đọc có được không? Thượng nhân, quý vị muốn biết trong kinh nói những gì thì phải đọc, còn nếu không muốn biết thì vốn không cần hỏi câu hỏi này. Tính chúng, vì sao Hòa Thượng không giới thiệu kinh Kim Cang như Lục Tổ nhờ nghe kinh Kim Cang mà giác ngộ? Vì sao Hòa Thượng không giới thiệu Lục Tổ Đàn Kinh, bản kinh đó giới thiệu Lục Tổ Tâm Đắc Ngộ Đạo? Vì sao Hòa Thượng chỉ giới thiệu mỗi kinh Lăng Nghiêm mà thôi? Thượng nhân, tính trọng yếu của kinh Lăng Nghiêm tối qua tôi đã giảng qua rồi. Khi Phật Pháp mất thì kinh Lăng Nghiêm mất trước tiên. Nếu kinh Lăng Nghiêm mất rồi thì thế gian này yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Trên thế gian này có năm ma quân lớn, mà trong kinh Lăng Nghiêm có chú Lăng Nghiêm. Trong chú Lăng Nghiêm có năm bộ, năm bộ này kiểm soát, quản lý năm quân ma lớn của thế gian. Nếu không còn người đọc tụng chú Lăng Nghiêm thì thế giới này sẽ hoại diệt và không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những yêu ma quỷ quái kia sẽ cùng xuất hiện trên thế gian. Sở dĩ hiện nay chúng không cho quý vị trông thấy, không cho quý vị nghe thấy, và chúng cũng không dám xuất hiện
là vì có chú Lăng Nghiêm trên thế gian này. Nơi nào có người biết tụng đọc chú Lăng Nghiêm thì nơi đó yêu ma quỷ quái đều không dám xuất hiện. Tỉnh chúng, thưa Pháp Sư, tiếng Quảng Đông gọi là hạ giáng đầu. Vậy, xin hỏi có việc mê hoặc đầu độc này không? Vì sao có rất nhiều người đích thân trải qua? Chúng con là người học Phật, đối với loại mê hoặc đầu độc đó quan niệm như thế nào? Tại sao tồn tại nhiều loại tà ác này? Thượng nhân, thế gian này có hàng trăm, hàng ngàn điều kỳ quái. Vì sao có những chuyện như thế? Là vì đại địa rộng lớn, bốn biển mênh mông, không thể không có điều kỳ quái. Nhưng nói tóm lại, con người chúng ta phải giữ chánh tâm. Chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chúng ta có chánh tâm thì bàn môn ngoại đạo không còn biện pháp gì nữa. Sở dĩ các vị bị người ta dùng thuật giáng đầu là do trong tâm các vị trước tiên không chân chánh nên mới bị tà thuật đó nhiễu loạn. Quý vị phải có chánh tâm, tà không thể thắng chánh, dù là thuật giáng đầu thế nào đi nữa cũng không linh nghiệm gì. Nhất là tôi mới đề nghị các vị nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, tục động chú Lăng Nghiêm. Các vị tụng thuộc lòng chú Lăng Nghiêm thì thuộc giáng đầu kia thế nào cũng không công hiệu, không hữu dụng. Chú Lăng Nghiêm có thể phá tung tất cả võng lưới ác ma, chế ngự pháp thuật của bàn môn ngoại đạo. Năng lực trong chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn. Nếu các vị muốn không bị thuộc giáng đầu nhiễu loạn thì phải tụng đọc chú Lăng Nghiêm. Chẳng phải tôi đã vừa mới nói hay sao? Ai thành tâm tụng đọc chú Lăng Nghiêm sẽ có 84.000 Bồ Tát Kim Cang đến bảo hộ. Tỉnh chúng, xin hỏi Hòa Thượng, lúc nào thì chúng con tụng niệm chú Lăng Nghiêm được? Thượng nhân, không phải quý Phật tử đợi đến lúc lễ Phật mới tụng niệm chú Lăng Nghiêm. Lúc bình thường, đi đứng nằm ngồi, quý vị đều có thể niệm, đều có thể hành trì chú Lăng Nghiêm. Quý vị trì chú Lăng Nghiêm thì tạp niệm không xen vào được. Giống như khi quý vị niệm, Bồ Tát Quán Thế Âm không tạp niệm, hành trì chú Lăng Nghiêm cũng như vậy. Còn khiến quý vị đắc được tam muội, tam muội là chánh thọ, chánh định, chính là giúp cho tâm quý vị không bị tán loạn và không còn tạp niệm. Tỉnh chúng, thưa Hòa Thượng, chúng con không biết niệm chú Lăng Nghiêm, nhưng biết niệm chú Đại Bi và thập tiểu chú, tức 10 chú ngắn. Những bài chú đó cũng bao hàm trong chú Lăng Nghiêm phải không? Thượng nhân, chú Đại Bi và thập tiểu chú tuy là một phần trong thời khóa tụng buổi sáng sớm, nhưng không nằm trong chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm chính là năm hội. Năm hội đó có năm bộ: Phật bộ, Liên Hoa bộ, Bảo Sinh bộ, Kim Cang bộ và Yết Ma bộ. Năm bộ này cai quản năm phương. Một giáng đầu, hay còn gọi cống đầu, cuồng đầu. Theo truyền thuyết dân gian nói rằng, thuật giáng đầu này là từ Ấn Độ giáo truyền đến. Ở Trung Quốc, những tỉnh như Quảng Đông, Phúc Kiến, Triết Giang, Giang Tô rất thịnh hành loại thuật giáng đầu này. Người biết thuật này có thể chữa bệnh, giúp cầu tài, hóa giải xung khắc gia đình. Đồng thời, người luyện có thể xuất hồn, gọi hồn, hại người khác, vân vân. Một lượt chia sẻ hoặc một câu bình luận của bạn đều sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được bài viết hơn. Xin các bạn đừng ngại bỏ thêm chút công sức để chung tay đem thiện pháp, đem đạo lý nhân quả Phật dạy đến với nhiều người. Cuộc đời bớt đi một chút tăm tối của vô minh, tăng thêm chút ánh sáng của Phật Pháp, công đức vô lượng. Hoàng Nghiên chia sẻ, nguồn Trí Tàn Sơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.